Nam mô Ta Bà Giáo Chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, trân trọng kính chào quý vị khán thính giả gần xa, trong và ngoài nước. Một lời chào thân yêu và kính mến. Kính thưa quý vị, trở lại chương trình hôm nay, chúng tôi trình bày với quý vị về một đề tài. Kính thưa quý vị, trong miền Hậu Giang, miền Nam nước Việt, trong tín đồ Bổ Sơn Kỳ Hương cũng như trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thường nói về sự kiện của ông Năm Chèo, tất nhiên là con sáu thần. Thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày đầu đuôi câu chuyện về sấm trạng trình, có nói về con thủy quái mà Đức Trạng Trình gọi là Ngu Tinh, còn Đức Huỳnh Giáo Chủ gọi là Long Mã, và người dân trong vùng đạo thì gọi là Sáu Ông Năm Chèo. Vậy sự việc ra sao, chúng tôi sẽ trình bày từng phần. Trong đề tài này, chúng tôi sẽ nói về sự bắt đầu của diền mối của Sáu Năm Chèo do ông Đình Tây bắt được, có được, và kế tiếp là lời của Đức Huỳnh Giáo Chủ, và sau cùng là luận giải về sấm trạng trình trong cách đây 500 năm mà Đức Trạng Trình đã biết trước đã có con thủy quái Ngu Tinh trầm mình dưới nước, đó là Sáu Ông Năm Chèo. Bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình cùng chúng tôi. Xin kính mời, bây giờ chúng ta bắt đầu. Bắt đầu sự việc thì chúng ta không thể nào không nói qua tiểu sử về ông Bùi Văn Tây, mà người dân Nam Bộ thường gọi là ông Đình Tây. Đây chúng tôi xin trình bày tiểu sử như sau. Theo mộ bia và bài vị hiện giờ còn thấy tại làng Thới Sơn, quận Tịnh Biên, Châu Đốc, thì ông Đình Tây chính danh là Bùi Văn Tây, sinh năm Nhâm Tuất 1802, nhằm niên hiệu Gia Long Nguyên Niên. Sinh quán ông ở nơi nào chưa tìm được người biết rõ. Có người nói ông gốc ở Nhân Hòa, có kẻ lại cho ông ở Năng Gù. Hai nơi đều thuộc tỉnh Châu Đốc. Nếu căn cứ theo lời của người rể của ông là ông Hồ Văn Hạnh, tục gọi là ông Năm Hạnh, năm nay trên 100 tuổi, thì ông Đình Tây khi xưa có một người chú ruột ở tại Năng Gù. Như vậy, thuyết ở Năng Gù có phần đúng hơn, vì theo ở làm con nuôi cho người bác là ông Bùi Thiền Tăng Chủ, và được ông này giao cho coi sóc ngôi đình Xuân Sơn, cho nên người đời quen gọi ông là ông Đình, chứ không phải chữ lót là Đình. Hay ông có giữ chức Hương Đình như nhiều người đã tưởng. Ông có hai đời vợ, bà trước không biết tên, sinh được có một trai tên là Bùi Văn Dẹt ở Năng Gù và đã chết. Trước khi vợ trước mất, ông cưới bà sau tên là Trần Thị Của ở làng Thới Sơn. Bà sau sinh hạ được một con trai, ba gái, trưởng là Bùi Văn Sủ, rồi thứ đến Bùi Thị Lũy, Bùi Thị Cơ, Bùi Thị Nhẫn, đều có chồng con quanh vùng Thới Sơn. Ông dáng người mạnh mẽ, không cao lắm, có bề ngang, gương mặt tròn, má trắng. Lúc tuổi già thì râu tốt, mặt trổ đồi mồi và lưng hơi còm. Hồi nhỏ ông có học chữ nho, lớn lên thì chuyên nghề làm ruộng rẫy, thích ăn trầu, tánh ôn hòa nhưng quả cảm, không ưa những điều tà dại. Ông quy y với Đức Phật Thầy Tây An hồi năm nào không ai rõ. Nhưng khi Ngài lập trại ruộng ở Thới Sơn, người ta thấy có ông đến ở đó cùng với ông Tăng Chủ và ông Phạm Văn Lăng.
là môn sinh của Đức Phật Thầy, ông cũng như các vị đại đệ tử khác, biết phát phù trị bệnh và lại còn có tài đặc biệt về cách cắt nẻ nữa. Ông cắt bằng miễn chén bể, băm xuống rất sâu và bất luận bệnh gì cũng trị được. Nhiều bệnh tà quái đến ông chỉ cắt cho một người, rồi mấy người khác xem thấy cũng phải khiếp sợ, trốn về mà hết bệnh. Bây giờ nói về việc bắt con sáu thần. Nói đến tiểu sử ông Đình mà không kể qua việc ông dâng lệnh Đức Phật Thầy đi bắt sáu thần, tưởng là một điều khuyết điểm lớn. Theo như nhiều người ở vùng Láng Linh đã nghe biết và kể lại, thì Đức Phật Thầy một đêm kia thình lình kêu ông Đình đến mà bảo rằng: hiện giờ ở dưới Láng Linh có người sanh sản mà không ai tiếp giúp, vậy ông mau tới đó mà cứu hộ cho người ta. Dân lệnh thầy, ông Đình bôn ba tìm riết đến nơi thì quả thật có một người đàn bà đang chuyển bụng rên la trong một cái liều con giữa đồng, trong lúc chồng con không thấy một ai ở nhà hết. Ông Đình lớp nào lo chặt cây làm giường, đốn đưng giường vách để gấp rút giúp cho người đàn bà kia kịp có chỗ nơi sanh đẻ. Trời rạng đông, người chồng mới về đến, anh ta hay vợ đã sanh rồi, và may nhờ có người đến kịp giúp đỡ thì chi xiết vui mừng. Bèn lại tạ ơn ông Đình và kể rõ đầu đuôi rằng y tên là Sinh, vì nghèo quá nên phải đi bắt rùa, bắt rắn để bán kiếm tiền mà độ khẩu. Thoát trong vỏ của Sinh thấy có một con sáu con mình mẩy đỏ hết, xem rất đẹp. Ông Đình liền tỏ ý muốn mua con sáu ấy về nuôi chơi. Anh Sinh vì cảm ơn rất hậu nên không bán, xin biếu đức cho ông Đình. Khi trở về, ông Đình thuật lại công việc đi làm phước xong và đem khoe con sáu với Đức Phật Thầy một cách sung sướng. Xem qua con sáu, Đức Phật Thầy biết vật ấy là sáu thần. Ngài bảo ông Đình hãy đem mà giết đi, nếu để thì sau này nó sẽ gây tai hại cho trần gian vô kể. Ông Đình nghe vậy cũng có lòng lo, xong xem đi xem lại thấy sáu đẹp quá nên không đành giết, bèn lén thầy đem dấu sáu vào một nơi cột dây nơi chân chắc chắn, rồi nuôi dưỡng cẩn thận. Được 3 năm săn sóc như vậy, con sáu trở nên to lớn. Bỗng một hôm đứt dây bò đi mất. Ông Đình chẳng dám giấu Đức Phật Thầy nên đem đầu đuôi mà bạch lại cho Ngài rõ. Nghe xong, Đức Phật Thầy than thở vô cùng, Ngài mới cấp cho ông Đình một lưỡi câu, một sợi dây, một lưỡi mung và 2 cây lao, dặn hãy giữ gìn phòng khi trừ con sáu ấy. Cải một thời gian gặp mùa nước nổi, sáu ấy có trường lên ở vùng Láng Linh, rượt bắt người vật làm cho dân chúng quanh đấy đều kinh khủng. Người ta đến báo với ông Đình, nhưng cứ mỗi lần ông mang bũ bối đến thì số ấy mất tâm không tìm đâu được. Thấy số sợ quy ông Đình như vậy, cho nên hễ cứ mỗi lần nó trường lên toan làm dữ thì dân chúng hè nhau vừa chạy vừa hô lên: bớ ông Đình ơi, ông năm chèo vậy mà lạ thai, hễ nghe được bấy nhiêu lời kêu gọi thì sáu lại lặng mất. Chừng như nó hết sức ghê sợ pháp thuật của ông Đình. Đã nhiều phen tới lui như thế mà không lần nào gặp được sáu thần. Lần chót, ông Đình lưu lại Láng Linh chờ đợi ngót nửa tháng mà sáu vẫn bạc tâm. Ông bèn kêu nói giữa thanh không rằng: nếu sáu thần nhà ngươi chưa tới số thì từ nay hãy yên lặng, đừng nổi lên phá hại xóm làng nữa.
còn như mạng ngươi đã hết, thì nên sớm chịu lệnh trời, đừng để ta phải lâu ngày nhọc công chờ đợi. Thế rồi từ ấy trở đi, xấu không còn trường lên nhiễu hại lương dân nữa. Có người nói, khi Đức Cố Quản bại trận tại vùng Bãi Thưa, nhằm mùa nước nổi, quân Pháp sau lưng bắn phá rất gấp, mà trước mặt thì đế sặc dày đặc, ghe chống đi không được. Lúc ấy số thần bỗng nhiên nổi lên đi trước, rẽ đường rạp sậy cho thuyền của ngài dò theo. Nhờ vậy mà ngài và binh sĩ trận ấy thoát thân mới kịp. Số thần hiện giờ ở đâu, và bổn phận ông đình còn phải làm gì đối với số ấy nữa chăng? Đại đa số quần chúng đang đánh một con dấu hỏi to tướng về vấn đề này. Qua câu chuyện vừa kể trên về tiểu sử ông Đình Tây và con số thần, thì chúng ta phải nhìn lại, đây là một vấn đề mà được Đức Trạng Trình đã biết trước và mô tả cách đây 500 năm. Thì trong Sấm Trạng Trình, bất cứ những vấn đề gì mà ngài đã tiên đoán từ trước tới giờ, thì các nhà sử học cũng như các trí gia học thức đều nhận định Đức Trạng Trình là một nhà tiên tri lỗi lạc cách nay 500 năm, mà hiện nay vẫn còn có sự ứng nghiệm thực tế rõ ràng, ai ai cũng đều phải tin. Và đây là con linh thú đặc biệt, không có trong danh mục các loài thú. Tên của nó được tín đồ Bủ Sơn Kỳ Hương hay tín đồ Phật giáo Hòa Hảo gọi bằng ông Năm Chèo, Đức Thầy gọi bằng Long Ác Nghiệt, ông Ba gọi bằng Mã Long, Đức Trạng Trình gọi bằng Ngu Tinh hay Ký Mã là Ngựa Thiên Lý. Từ trước đến nay, theo truyền miệng của tín đồ cũng như trên mạng mô tả hình dáng con Long Mã được Đức Thầy cởi bay về trời, cho rằng ông Năm Chèo sau này khi mà trỗi dậy, nó ăn tươi nuốt sống những người hung bạo, không tin có trời có Phật, vì nó quá to lớn và là con linh thú được trời sai xuống trần gian, nên không có bom đạn nào diệt được nó, chỉ có Đức Thầy mới thu phục được mà thôi. Nói thì phải có sách, mách thì phải có chứng. Khi hỏi ra sự việc này có ở trong kinh giảng nào thì không có một ai chứng minh được. Bây giờ chúng tôi đã thử đọc một đoạn sấm trạng sau đây, rồi lần lượt tìm hiểu xem sao. Vì ai cũng biết Đức Trạng chính là tiền thân của Đức Thầy. Sau này ngài tái sinh trở lại để chỉ rõ nơi đó cho rõ ràng chính xác. Bảy câu sấm của Đức Trạng như sau: Nam Việt hữu ngu tinh, quá thất thân thủy sinh, địa giới sĩ di bạch, thủy trầm nhĩ bất kinh, ký mã su dương tẩu, phù kê thăng đại minh, trư thử giai phong khởi. Chúng ta sẽ phân giải như thế này: Nam Việt hữu ngu tinh, Nam Việt là miền Nam Việt Nam, hữu là có, ngu tinh là con linh thú hay quái vật. Sau này miền Nam Việt Nam có con linh thú, đó là câu Nam Việt hữu ngu tinh. Câu thứ hai: Quá thất thân thủy sinh, quá thất là quá làm lỗi, vì vô ý mà phạm lỗi. Thân là thân thể nặng nề, thủy là nước, sinh là sinh sống. Câu này có nghĩa là vì bị làm lỗi gì đó rất nặng nên phải bị trầm mình dưới nước. Câu thứ ba: Địa giới sĩ di bạch, địa giới là chỗ giáp ranh giữa hai địa phương, sĩ là chỉ hộ thân của Đức Trạng là Đức Huỳnh Giáo Chủ, di là chỉ ra, làm rõ ra, di bạch là làm trắng ra rõ ràng. Nơi con thủy quái trầm mình vì vị trí tiếp giáp hai địa phương là hai ranh giới,
đã được kẻ sĩ này chỉ rất rõ ràng rồi. Câu tiếp theo: Thủy trầm nhĩ bất kinh. Thủy trầm là trầm mình sâu kín dưới nước, nhĩ là nghe, bất kinh nghe chưa nghe thấy bao giờ thình lình. Nó trầm mình sâu dưới nước, khi nghe tiếng sấm nổ lớn thì nó giật mình chưa từng nghe bao giờ. Ký mã xu dương tẩu. Ký mã là con ngựa thiên lý, ngựa trời. Xu là chạy mau, thúc giục. Dương là tuổi mùi, tẩu là chạy. Con ngựa trời này được người tuổi mùi cởi chạy. Phù kê thăng đại minh. Phù là bắt được, kê là kế mưu, thăng là tiến lên, đại minh là mặt trời. Dùng kế bắt được con thủy quái bay về trời. Câu cuối cùng: Trư thử giai phong khởi. Trư là nước đứng không chảy, thử là nắng, phong khởi là nổi lên. Chờ khi trời nắng tốt, nước đứng yên, con thủy quái nổi lên trên mặt nước. Tóm nghĩa lại, ở miền Nam Việt Nam có con thủy quái vì bị lỗi lầm gì đó rất nặng, nên phải bị trầm mình dưới nước sâu, nơi con thủy quái trầm mình ở vị trí tiếp giáp giữa hai địa phương là hai ranh giới, đã được kẻ sĩ này chỉ rất rõ ràng rồi. Nơi đó rất là sâu kín dưới nước, khi nghe tiếng sấm nổ lớn, nó giật mình trỗi dậy, bị người tuổi mùi dùng kế. Chờ khi nắng tốt, nước đứng yên, con thủy quái nổi lên trên mặt nước. Người tuổi mùi này mới thâu hình nó lại thành con ngựa trời, cởi bay về trời. Lời bình: Ở miền Nam Việt Nam sau này sẽ xuất hiện con linh thú. Nguồn gốc của nó người Nam Bộ gọi bằng ông Năm Chèo. Lúc còn nhỏ có năm chân, lỗ mũi đỏ. Chuyện kể qua tận thế và hội Long qua. Như vậy, con linh thú này đã được Đức Trạng Trình cho biết cách đây trên 500 năm rồi. Sau này nó sẽ xuất hiện tại miền Nam Việt Nam. Nó xuống trần là do lệnh của trời, thì ông Đình Tây làm sao giết nó được. Đó là Nam Việt Hữu Ngu Tinh, Quá Thất Thân Thị Quý Sinh. Nơi con thủy quái này trầm mình, Đức Trạng cho biết ngài đã chỉ rõ rất rõ ràng rồi. Và có phải lời của Đức Huỳnh Giáo Chủ là hậu thân của Đức Trạng không? Bằng những câu sau đây: Con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có chuyện thảm sầu thiết tha. Chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nhiệt thú nuốt mà người hung. Đến chừng thú ấy phục tùng, bá gia mới biết người khùng là ai. Kính thưa quý vị, clip video trên chúng tôi đã trình bày về sáu ông Năm Chèo cũng như con nghiệt thú của Sấm Trạng Trình và con sấu của ông Đình Tây. Đã tạm dừng chương trình của chúng tôi. Kính chúc quý vị một ngày thân tâm an lạc, vạn sự như ý. Nếu thấy clip video có phần nghiên cứu và bổ ích, xin quý vị ủng hộ bằng cách đăng ký và chia sẻ. Trân trọng kính chào quý vị. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Do hai cô Nguyễn Thị Mười và Trần Kim Lợi đọc lại. Nam mô A Di Đà Phật. Phan lòng chớ giả chớ hoài lo, ngọc ẩn non con tả lo, châu lạc đường dê lông bước ngựa, núi chuồng qua đằng ráng lần dò.
Vườn hoa ngó thấy dòng chiêu chích, cảnh nguyệt coi gà thiên o o. Tường tận đã nghe xe cống yêu, thương không bỏ xe tự xa ngò. Hà sang tự xe bỏ quên, nhiều công tế nghe đã thành tường. Ô tiếu già tôi nguyệt canh, xin chiều dòng thấy ngó qua giường. Để mai xa lối người tu, đạo đức chư vô giang chỉ hành, chớ bỏ lời thề nói Phật danh, chớ quên tiếng nguyện chốn hồn xanh. Niệm thanh văn tiếng đàn quan nhạc nghe cho tường giọng bất hòa. Tất cả còn phải thức hàng đại công hiền đệ châu muốn nghe lời Ngọc Lão có bài hình dốc qua niệm sâu thiên lý không riêng mỗi đạo màu rằng tiền yêu lý niệm cao sông tiếng miền nam địa càng thân nhiều lọc lẽ tà tâm tự đứng đầu lòng bạch thủy còn gieo mấy dạng lẽ những màu chưa hẳn tròn. Đêm ngày buồn bã vô ngồi kè chân tiếng cảnh vì ngôi nắng dần đào đáy khắp năm thanh có phút dài tận tường chẳng chút nào say cổ nhân tích để phân bài đường chân nhau mắt nhã chí tâm trực thẳng thả ra soi tu dẫn khách trần thầu xanh lắm cuộc lâu thân ngày đó trong đời người tài cao
giống lẽ nào khi đàn tường làm thấp cao dài cho rồi nghĩ cả thêm cầu cho thấy bởi ai thấy chế đường ta sợ em những trượt đỏ xa sao nhiều kẻ da buồn à đổi chi quên những câu chánh trị quá nhân mà lo tìm kiếm trước trời thắp cây giống tưởng lánh chân đường lành trong buổi khổ mau mau tránh khổ đấng cầm vào đến chỗ an cư học câu hãy trả đại từng cầu bác chánh đá mài chạm chạm tứ nhục đều người ta hành lấy muôn con tiếng đình nhất kỳ hào sắc ca lạnh lòng qua trang việt pháo nhà trước mắt cho để cho quý nhất minh hồ lão đây dương lệnh tập con lạnh sâu thương phạt chữ mong giữ lành xa chí tâm học hành kinh chấm tốt nơi miền ăn phong đất cả châu cho kịp lòng qua lâu qua có mặt ấy là chuyện đàn nào thấy nghĩa ông trọn vẹn lấy tinh thần hiệp dân ngốc mây chớ nên bắt bẻ cặp thầy ngày sau thái hà chịu ông và đại
nhân sinh sẽ hiệp một đàn pháp duyên mình rồi lập nhân hòa hội gia khuya sanh chó lần ta phân cả những nhân hòa cho rằng áo đông chúng sanh phải tưởng nhau dòng hiệp tâm hiệp trí cột đồng nhà nam Phật chỉ dạy quy tam lập hội dựng cho rồi một cõi thành ba chớ mong yên thử âm hà mười ngàn năm lẻ cửa nhà đông phương ta nhắc lại nếu do cho trẻ cứ đầu lưng đừng ghé đừng chia ta cơn lớn nhỏ quài dìa trên hòa dưới thuận chớ lìa chớ phân lòng qua hội ân cần lo lập lập cho rồi tam thập lục nhân lối âm dục khởi tiếng đàn thất sơn di loạn là sơn hiểm nghèo nơi kia trước giao lương tiếng khóc đứng cao lưng hình dốc dãy chân nước kia lửa nọ tưng bừng thảm cho thế sự lấy lần nạn thay thời cũng tại không ai tu niệm cứ lặng lâu ngạo biến khoe khoang đáng này là buổi tai nạn tam thiên lục bá khắp đi tràn hại dân đã thân dẫu khánh thần nấu đậm thảm chỗ trần nhà trống ruộng quang tiếng thang lụy ngọc nhỏ tràn nặng tay dồn dập xóm làng còn chi khuyên sanh chó gia huy mỗi đạo lòng hàng lơ ngày thảo nghe con tưởng vừa giữ phần cho tròn cuối niềm thân dẫu mất đi còn trẻ phân trong một giấc ân cần mà suy tính muốn làm hiền ráng nhịn đừng than đáng nay gần vui qua tràn minh quân cất tay khắp đi tràn thành thơi